Một chiếc xe tự chế bất ngờ lao vào xe máy dừng chờ đèn đỏ ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khiến hai người trên xe máy phải nhập viện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 11, tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xe ô tô tải do anh PKD, sinh năm 1990, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Quang Trung, giao với đường Lê Thanh Nghị. Cùng dừng chờ đèn đỏ có 3 xe máy. Đúng lúc này, một xe tự chế 4 bánh có vô lăng điều khiển, chưa rõ danh tính tài xế, đi từ đường Lê Thanh Nghị theo cảng Điền Công ra đèn xanh đỏ, đâm vào hai xe máy và hất ngược vào chiếc xe tải. Hậu quả của vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương, phải đưa đi bệnh viện, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.